Chào mừng các bạn đến với khám phá đó đây. Trong video này, mời các bạn du lịch khám phá thác Bà Hoàng Munich. Thác Bà Hoàng Munich là một thác nước thiên nhiên đẹp nằm trên địa bàn xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Như các bạn biết thì trên cung đường mòn Hồ Chí Minh vừa qua khỏi thành phố Đà Nẵng thì chúng ta sẽ đi vào cái địa phận tỉnh Quảng Nam. Và đầu tiên đó là huyện Đại Lộc. Và qua khỏi huyện Đại Lộc thì chúng ta trước khi chúng ta lên đèo Lò Xo để vào địa phận tỉnh Kon Tum thì chúng ta sẽ đến cái huyện Phước Sơn này. Cái chỗ này các bạn thấy là rất nhiều xe người ta dừng chân ăn uống chỗ này. Và ngay tại đây, tại cái điểm dừng chân này, cái chỗ này các bạn thấy là rất nhiều xe người ta dừng chân ăn uống chỗ này. Có một cái thác nước rất là đẹp các bạn. Thác nước này gọi là thác Bà Hoàng Munich. Vì sao nó lại có tên là thác Bà Hoàng Munich? Thì theo được biết thì bà hoàng hậu của Campuchia tên là Munich, một lần đi công tác ở Việt Nam thì bà dừng chân lại đây thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên của cái thác nước này. Và từ đó bà cũng yêu cầu nhà vua dừng lại đây để cắm trại nghỉ ngơi ở đây. Và sau đó thì từ đó tới đi thì cái thác này được lấy tên của bà để đặt tên cho cái thác này. Đó là thác Bà Hoàng Munich. Và rất nhiều du khách đến đây người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh Khám Phá Đó Đây giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Du khách đi đường, người ta dừng lại để chụp hình, check-in một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ và rất là thoáng đãng, thoáng mát. Thác nước chảy rất đẹp các bạn, từ trên núi chảy xuống nước chảy róc rách, rất là đẹp. Một thác Bà Hoàng Munich, một cái thác rất đẹp các bạn, một cái thiên nhiên kỳ vĩ ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trước khi chúng ta chuẩn bị một cuộc hành trình dài vượt qua đèo Lò Xo, ranh giới giữa địa phận tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn vui khỏe và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng du lịch khám phá đó đây ở mọi miền Tổ quốc. Nhắm thác, một thác Bà Hoàng Munich. Trên con đường Hồ Chí Minh các bạn, và ngay phía dưới đó là có một cái lối nhỏ vào rất là gần chứ không có xa các bạn. Chúng ta có thể đứng trên đường, chúng ta nhìn ngắm cảnh thác rất là thoải mái. Lịch sử của thác nước này khá là thú vị các bạn nhỉ. Năm 1973 thì quốc vương Norodom Sihanouk cùng với lại hoàng hậu của mình đã dừng chân nghỉ ở đây dưới sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam, và đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây. Và sau đó thì người ta lấy tên bà để đặt tên cho chính cái thác nước Bà Hoàng Munich này. Đó
Đây là chúng ta đang đứng trên đường nhìn nè các bạn. À, nhiều du khách check in chụp hình ở đây các bạn. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh Khám Phá Đôi Đây giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ, thú vị. Còn bên cạnh này thì ngay chỗ đó thì có một cái trạm nghỉ, trạm dừng chân. Và các bác tài cũng thường xuyên nghỉ đó để nghỉ ngơi, ăn uống. Đây, chỗ này dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống, rửa xe luôn các bạn. Các bác tài nghỉ đường dài họ cũng thường ghé ở đây để nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và thư giãn lại, hồi sức lại cái hành trình lái xe. Đây là cái bản ghi di tích lịch sử thác nước Bà Hoàng Môn Đích nè. Năm 1973, được sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam thì Bà Hoàng Môn Đích cùng với quốc trưởng Norodom Sihanouk trên đường về Campuchia đã nằng nặc đòi dừng chân ở đây nghỉ ngơi 3 ngày để ngắm cảnh. Và người ta dân ở đây gọi là thác nước Bà Hoàng Môn Đích, từ cái chỗ là cái vị hoàng hậu của quốc vương Norodom Sihanouk nghỉ chân ở đây 3 ngày các bạn. Một thắng cảnh rất là đẹp, thu hút sự chú ý của Bà Hoàng Môn Đích. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh Khám Phá Đôi Đây giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.